Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binh Gà Studio. Hôm nay Binh sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc đang trend ở trên TikTok, đó chính là ca khúc Tự Em Đa Tình. Ok, trước khi vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn gì thì hãy comment ngay bên dưới, cũng như nếu mà mọi người có biết một cái trend nào đang mới, đang hay mà Bin nhiều khi Bin sẽ bỏ lỡ thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ có thể biết và sớm thực hiện video dạy nhảy nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học ngay thôi. Ok, thì bây giờ động tác đầu tiên mình sẽ để cái tay lên như thế này. Ok, nhàn hoa là mình sẽ để cái tay như thế này. Rồi rụng rơi là mọi người sẽ quẹt lên 2 lần. 1, 2, ok. 1, 2, rồi lại nha. Nhanh hoa, rụng rơi, bùm. Sau đó mọi người chặt thịt. 1, 2, 3, nó sẽ có 3 tiếng. Bụp, 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 thì mình sẽ chặt theo. 1, 2, 3, ok. Rồi phần tay mình sẽ đẩy qua. 1, 2, cuộn, 3, hạ 4. Thì phần tay mình sẽ cuộn như thế này, chỉ cần đưa lên đưa xuống thì không quá dễ. Ok, cuộn lên cuộn xuống. Rồi đếm lại nha. 1 2, bùm bùm tắt, bùm tắt, cuộn cuộn qua. Sau đó mọi người để tay như thế này, đẩy thẳng qua xa rời. Ok, xa rời. Rồi ok, thì kèm theo đó mọi người sẽ dùng cái phần hông ha. Phần hông như là mọi lần mình đã học rồi. Thì những bạn nào chưa xem video đánh hông thì mình sẽ để ở cuối video nha. Rồi mình đếm lại nha. 2, 3, 1, 2, đánh 3, đánh 4, bùm bùm tắt. 1, 2, cuộn 3, cuộn 4, đi 5, 6, 7, 8. Rồi sau đó mọi người đặt lên. 1, 2, hất 3. Cái tay mình sẽ hất đi như thế này. 3, ok, rồi lại nha. 1, 2, 3, 4. Rồi mình đánh lên nơi này, hấp, bùm, hấp. Phần tay mình sẽ kéo lên như thế này. Còn phần hông của mình vẫn sẽ tiếp tục đánh như hồi nãy giờ. Ok không? Mọi người thấy cái phần hông không ta? Đó, rồi, 2, đi, dùm, chắc, dùm, chắc. Rồi, sau đó tiếp theo mình sẽ đặt tay lên như thế này. 1, 2, vuốt, 3, hốt, 4. Rồi lướt 5, 6, 7, 8. Ok, 2, đi. 1, 2, lướt, 3, vuốt, 4, 5, 6. Rồi, sau đó mình sẽ đặt lên. Bùm bùm nơi này. Rồi mình kéo xuống. 1, 2, bóng hình anh đẩy tới. Ok, ổn mọi người, mình sẽ đếm lại câu đó nha. Đặt, đặt, vuốt và vuốt kéo qua, bùm bùm tắt. 1, 2, 3 và 4. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiệm thử với tốc độ chậm nha. Ok, vô nha. Hoa Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài học Tự Em Đa Tình rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài nhảy cũng như mọi lần nha. Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể like, share cho video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.